Là một công dân Việt Nam, chúng ta cần đóng nhiều loại thuế để hoàn thành nghĩa vụ công dân. Một trong các loại thuế đó là thuế thu nhập cá nhân. Nếu các bạn đi làm công việc truyền thống, thuế xuất thu nhập cá nhân phải đóng dao động từ 10 cho tới lên tối đa là 35%. Theo luật của nhà nước quy định thì khi là một nhà phân phối của Amway, bạn cũng đóng thuế thu nhập cá nhân trên hoa hồng kiếm được. Tuy nhiên, chỉ phải đóng có 5% thôi. Và 5% này cũng chỉ phải đóng khi mà bạn đạt được cái ngưỡng là 100 triệu đồng. Đạt 100 triệu đồng nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà tháng nào mà đạt ít nhất 100 triệu đồng tiền hoa hồng thì mới phải đóng thuế hay sao? Hay tháng nào mà đạt được 50-60 triệu thì không phải đóng thuế? Có nhiều bạn nghĩ là nếu mà một tháng đạt từ 100 triệu tiền hoa hồng mới phải đóng thuế thì chắc là còn lâu mình mới phải đóng thuế. Nói chung là có rất nhiều cách nghĩ. Có rất nhiều bạn chưa rõ chỗ này cho nên Tâm làm podcast này để các bạn được rõ hơn. Đạt 100 triệu đồng nghĩa là từ khi bạn bắt đầu nhận hoa hồng từ kinh doanh Amway, cộng dồn các tháng lại với nhau cho tới khi đủ 100 triệu trở lên, thì tháng đó bạn sẽ bị cấn trừ 5%. Để cho dễ hiểu thì Tâm sẽ làm cho các bạn xem vài ví dụ sau đây ha. Ví dụ 1. Ngay tháng đầu tiên làm Amway, bạn đạt được 110 triệu đồng tiền hoa hồng. Như vậy, bạn sẽ phải đóng 5%, tức là 5 triệu rưỡi. Vì vậy, tháng đó Amway sẽ chuyển cho bạn con số như sau. Mình lấy 110 triệu, trừ cho 5 triệu rưỡi là còn 104 triệu 500 ngàn đồng. 5 triệu rưỡi kia sẽ đi đâu? Số tiền đó chính là thuế thu nhập cá nhân mà bạn đóng cho nhà nước. Amway sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của bạn tại nguồn, tức là sẽ trừ ra trước khi chuyển hoa hồng cho bạn. Amway sẽ thu hồi số tiền đó rồi nộp về cho nhà nước. Kinh doanh đa cấp là một mô hình kinh doanh có điều kiện và còn rất nhiều điều nhạy cảm, cho nên việc thượng tôn pháp luật là một tôn chỉ tuyệt đối tuân thủ của Amway. Ví dụ 2. Tháng đầu tiên làm Amway, bạn đạt được hoa hồng là 40 triệu đồng. Bạn sẽ được nhận trọn vẹn 40 triệu đồng này. Sang tháng thứ 2, giả sử bạn được hoa hồng là 45 triệu đồng. Cộng tháng thứ nhất và tháng thứ 2, tổng cộng hoa hồng là 95 triệu đồng. Tổng hoa hồng bạn nhận được chưa đủ 100 triệu, cho nên ở tháng thứ 2 bạn sẽ vẫn nhận được trọn vẹn số tiền là 45 triệu đồng. Sang tháng thứ 3, giả sử bạn nhận được hoa hồng là 50 triệu đồng, thì bây giờ sẽ đóng thuế thu nhập cá nhân như thế nào đây? Khi đó sẽ lấy tổng thu nhập bạn nhận được trong tháng thứ nhất là 40 triệu đồng, tháng thứ 2 là 45 triệu và tháng thứ 3 là 50, tổng cộng là 135 triệu đồng. Sau đó sẽ trừ đi 5% của 135 triệu đồng là 6 triệu 750 ngàn đồng. Như vậy, ở tháng thứ 3, bạn thực tế sẽ nhận được là mình lấy 50 triệu đồng trừ cho 6 triệu 750 ngàn đồng là còn lại 43 triệu 250 ngàn đồng. Tức là ở tháng thứ 3, mình sẽ đóng thuế và đóng luôn cho cả tháng thứ nhất và tháng thứ 2. Nói đến đây, có thể có bạn sẽ có thắc mắc là nếu như tháng thứ 3 nhận được hoa hồng ít quá, ít hơn cái số tiền thuế phải đóng do dồn từ các tháng trước thì sao? Không sao, số tiền còn thiếu, bạn sẽ được treo nợ ở đó và tiếp tục cấn trừ cho những tháng tiếp theo. Trong tình huống chưa trả xong mà bạn nộp đơn xin hủy mã số nhà phân phối thì bạn phải tất toán xong nghĩa vụ thuế nói trên thì mới được làm thủ tục cắt mã số. Như vậy, chung quy lại, hoa hồng sẽ được cộng dồn các tháng cho đến khi vượt ngưỡng 100 triệu đồng thì lúc đó sẽ bắt đầu đóng thuế thu nhập cá nhân và sau đó sẽ tiếp tục cộng dồn ở những tháng tiếp theo sao cho cứ cộng lại là lớn hơn hoặc bằng từ 100 triệu đồng. Nếu bạn nào nghe xong vẫn chưa rõ cách tính thuế trong kinh doanh Amway thì cứ bình luận cái câu hỏi ở bên dưới, Tâm sẽ hỗ trợ giải đáp nha. Hoặc là kết bạn với Tâm qua Telegram, Zalo theo thông tin đang hiện ra ở trên màn hình. Nếu thấy podcast này hữu ích, hãy nhấn like để nhiều người được nghe thấy nó hơn. Nếu ai chưa subscribe kênh YouTube của Tâm thì hãy subscribe để Tâm có động lực sản xuất nhiều podcast hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những podcast tiếp theo.